Em xin chào quý anh chị, chắc hẳn là rất lâu rồi em Viên mới lên video về review sản phẩm két sắt đúng không ạ? Và ngày hôm nay đây, em Viên nhất định phải lên cho anh chị một mẫu két sắt mà em Viên cực kỳ lớn ý. Và mẫu két sắt này có gì đặc biệt thì hãy cùng em Viên tìm hiểu ngay sau đây nhé. Và đây, trước mặt em Viên đây là ba mẫu két sắt mà của Boke, là mẫu két sắt mà hãng két sắt mới được du nhập vào Việt Nam từ đầu tháng 9 vừa rồi thôi ạ. Đấy, mẫu két sắt này có xuất xứ từ Nhật Bản nhé. Và mẫu két sắt này ý, nó khác biệt hoàn toàn với những mẫu két sắt mà chúng ta hiện thấy trên thị trường, là nó đẹp thật, nó rất là đẹp. Trong khi đó, nó khác biệt hơn một chút nữa là nó có chức năng chống cháy và công nghệ chống cháy hoàn toàn mới bằng full farm anh chị nhé. Bằng full farm có mức chịu nhiệt từ 1000 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, ở đây thì chúng ta có nhiều màu cho anh chị lựa chọn, từ màu xanh này, màu be này, màu ghi này, và có cả màu lâu nữa. Có rất là nhiều màu cho anh chị lựa chọn. Đấy, phù hợp với mọi phong thủy của chúng ta. Đấy, và hơn nữa là những cái mẫu két sắt này, em sẽ mở cho anh chị xem ở đây. Đây, bên trong lòng đúng không ạ? Đấy, mẫu két này cũng thế. Để em xin phép em mở cho anh chị xem nhé. Đây. Và đây, có thấy điều gì khác biệt không ạ? Với những mẫu két sắt ở đây thì chúng ta sẽ có là nội thất bọc da. Đấy, và bên trong lòng của nó, nhưng những cái mẫu két sắt lớn này nó sẽ có thêm một cái ngăn kéo mà có khóa riêng. Cái này là khóa bằng mật mã nhá, nó khác với dòng Việt Nam mấy các dòng khác là có chìa khóa, nhưng đây là khóa bằng mật mã anh chị ạ. Đấy, và hơn nữa thì những cái chốt an toàn ở đây anh chị có thể thấy ở đây cực kỳ là lớn đấy, và rất là nhiều chốt an toàn đấy. Một phần mà anh chị thấy có thể thấy được ở đây ý, là cái phần bản lề ấy, nó được giấu kín ở phần trong bên trong, nên là khi đóng cánh cửa két vào thì chúng ta cái điểm hở điểm cậy thì gần như là không có. Và thứ hai là trông cực kỳ là đẹp mắt. Thứ ba là toàn bộ những dòng két sắt này thì đều được làm bằng tấm thép siêu cường. Đấy, như ví dụ như em ví dụ mẫu này là mẫu BK45 áp thì cánh cửa của nó dày đến 10 ly, còn với những mẫu cánh cong như thế này, những mẫu cánh cong như thế này thì thép cánh cửa của nó dày đến 8 ly, và phần thân thì gồm có hai lớp, mỗi lớp thép dày đến 2 ly. Và bề ở giữa các lớp thép ý, là bột full farm nhé. Và bột full farm để chống cháy cách nhiệt cho sản phẩm của chúng ta. Đấy. Và hơn nữa là bảo mật của két sắt, những mẫu két sắt này thì bảo đều là bảo mật bằng vân tay và điện tử. Điều đặc biệt ở đây là có kết nối với điện thoại để quản lý qua điện thoại, báo trộm qua điện thoại và mở két sắt từ xa. Một tính năng cực kỳ là thông minh đúng không ạ? Đấy. Những mẫu két sắt này cho dù nhỏ gọn đấy thôi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là bắt vít cố định vào tường và tủ được nhé. Tại vì là nhà sản xuất cũng đã trang bị cho ta những cái lỗ ở sau phần mặt sau của két để chúng ta cố định được vào tường và tủ cho chúng ta. Đấy. Trên đây là mẫu két sắt Boke mà mới nhất hiện tại. Thì với khả năng và những đặc biệt, những cái tính năng đặc biệt của mẫu két sắt này, anh chị có muốn sở hữu nó hay không ạ? Đấy. Anh chị nào có nhu cầu thì hãy alo ngay cho chúng em. Bên em là ketsatphattai.vn, hotline bên em là 0824 09688. Đặc biệt hơn nữa là đang có chương trình mà ưu đãi cực kỳ là lớn trong những tháng này. Đấy, vì là sản phẩm mới nên là ưu đãi cực kỳ là lớn. Hơn nữa là những sản phẩm này có giá thành cực kỳ là phải chăng, cực kỳ là phải chăng nhá, chỉ từ trên 4 triệu cho đến dưới 7 triệu thôi. Anh chị thấy không ạ? Đấy, chỉ với mức đa giá đó mà anh chị được những cái tính năng này và những cái tấm thép siêu cường này, thì anh chị còn chần chờ gì nữa, hãy alo ngay nhé. Còn bây giờ thì em xin phép xin chào và hẹn gặp lại.